Giò bò chỉ hấp có ở Thanh Hóa mới có đấy. Đặc sản Thanh Hóa nha. Bọn em mà đi qua đấy anh thử 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 bên cạnh đó còn nem chua. Thanh Hóa thì nhưng mà ăn cũng nhiều điểm, nhưng mà anh cái điểm này duy nhất là chỉ có cái giò này ngon, không giò nhà chị ngon, kể cả Hà Nội cũng không bao giờ có cái giò này, trừ trường hợp nhà người đấy vừa ra cũng ra thì đúng vì thế, chứ còn nhà không có đại lý của đấy đâu. 130.000 nửa ký, vâng. 260.000 một ký. Cái này mà chấm tương ớt nhậu ngon lắm. Lượt về em mua nha. Hấp dẫn nha. Lượt về mua ủng hộ. Hấp dẫn. Rồi, cảm ơn. Không, không, không muốn, không muốn. Nãy có em lén lén chụp hình đấy. Dạ em biết mà. Mua nha, em cái. Nó mắc rồi, chúng nó chụp, chúng nó khoe.